Chào mừng các bạn đến với channel Khôi Minh Vũ Review, kênh của mình hay đi khám phá du lịch trải nghiệm. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share, subscribe kênh YouTube, Instagram, TikTok của Khôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình có mấy người chào cái nè, tấm chiếu mới. Hai mọi người, mình đang đi đâu đây hả? Mình đang đâu? Hôm nay tụi mình chào mọi người nha. Hôm nay tụi mình khám phá có 2 ngày Phú Kẹt, xong rồi 3 ngày mình sẽ đi bay về Bangkok nha. Chuyến này mình lại tiếp tục mình đi Thái Lan again. Đợt này mình đi có 6 người nha. Hề quỷ thu tiền đi, hấp rãng đi bạn. Quỷ nhớ bỏ ngàn thôi nữa rồi. Bùi thì nở. Quá chán. Chuyến đi lúc nào cũng bất ổn. Yeah. Rồi mà bắt taxi thì đi cái đường này để đi ra đường chính mới đón được nha, chứ mấy anh taxi không đi vô đây được. Đây là sân bay Phú Kẹt. Rồi lên go. Biko Polit. Application cannot be up in airport area. Yes, because I'm not. So we have to go outside. Huh? Chuyến xe bất ổn. Rồi, xin chào các bạn nha. Minh Hằng vừa mới báo thêm cái gì rồi.
Hiện tại là tụi mình đang tới vừa mới đi từ ngoài sân bay tới nha. Hôm nay mình đặt khách sạn Hip Hotel ở ngay đằng trước nè, để mình quay cho các bạn coi nha. Đây, khách sạn Hip Hotel này tụi mình book hơi gấp ở trên Agoda thì một đêm một người tầm 200 ngàn một đêm. Thì đây, đây là khách sạn, hôm nay mình sẽ ở Phú Kẹt nha. Kế bên có cái massage luôn. Bây giờ hôm nay tụi mình check in, team tụi mình đi 6 người nha. Mùi vị Vân Thanh sao em thấy quen? Chú em hút quá đập mắt. Chú em, chú Khánh, chú Vũ Văn Khánh. Mà Khánh có biết clip này chú Phát sẽ coi không? Cái chỗ mình ở là như cái quán cà phê luôn. Đây, đây là chỗ mà Dì Quyên có thể xuống đây làm việc nè. Hai ngày tới Dì Quyên có thể làm việc ở đây. Đánh lấp tớp đó. Đây là phòng của chúng ta trong 2 ngày tới. Và đài của chúng ta đã không gõ cửa. Tối nay hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây. Room tour nha. Mở đầu ngày đầu tiên ở đất Phú Kẹt bằng 2 ly trà sữa nha mọi người. Chứ nó không như bên kia hả? Nắc lên chưa? Nãy lúc mà biết ở nhà cái mùi nó cũng hơi hơi cái mùi nó đậu nành rồi, nhưng mà giờ uống vô thì nó thấy nặng, thì đậu nành cái màu nó cũng hơi không đẹp, không đậm. Sao nó ngọt quá ta? Nó cắt luôn. Ủa nó không ngon. Vậy mình nói lại nha, không phải là đúng, không phải trà sữa là đường nào cũng ngon nha. Giống như sữa bò. Ừ. Nó nhiều sữa. Đúng dở luôn. Dạ, này là trà sữa Phú Kẹt. Cái này có nhiều cái món, có hàng món này khá là nhiều nữa.
bạc ba cái là nhiêu? Là bao nhiêu một cái? Mà biết sao không? Vấn đề là đúng rồi, anh nghĩ chưa nên mua ở đây đâu. Tại vì biết sao không? Nó sẽ có những cái có ở đây nhưng mà ở bên kia không có. Giờ là lựa món nào thấy ok đi. Rồi đi mua. Cái này dễ ăn nè. Hai. Cắt only. Dạ ăn về chỉ đi hàng cơm bò này đúng không? Em tính cũng tính kêu mà thấy 200 mấy bạn. 259. Cái này là cà ri gà mà ăn cái miếng này miếng gô ti nè. Cái miếng này gọi gô ti. Sao sao ngon không? Ngon không mọi người? Cái này là cơm được mọi người thẳng hẳn. Ừ, cái trang của nhà thầu. Ok, bò xào muối hả? Nhà thầu của Hoàng này. Dạ, món đó là 14 á. Anh nói nha, anh nhớ thương quê bà nấu nha. 159 này. Có bao 159 bạc? Kì 159 bạc. Cái này là
Cần nghe. Bên này là Thái Lan, còn mà bên này nè là Cần nghe mà. No, no, thank you. Vậy là ôn chưa? Chưa phải. Bây giờ hỏi ảnh, bây giờ bút thử bọt ra ôn thao bao nhiêu tiền, hỏi ảnh giờ đi ra ôn thao bao nhiêu tiền. Cái này đi mấy phút, bây giờ đến khách sạn mình luôn. Nhưng mà giờ mình đi ôn thao luôn đúng không? Ừ, vậy bút bọt đi. Vậy hay nói không? Rồi, giờ là bên nhóm tụi mình mới vừa bút xong cái tour đi đảo ngày mai. Chỉ có tầm 7 bài là tầm 1 triệu 2 người. Mai họ đón mình lúc 8 giờ nha mọi người. Rồi, nãy giờ mình đi vòng bị ông dắt đi tùm lum. Mình đi bê đi sai vô cái đảo Paradise nên mình phải quay lại. Giờ tốn hết 357. Rồi, bây giờ hành trình tiếp theo thì tụi mình sẽ đi qua Phuket on town nha. Mà anh nói gì à, gì cũng có mua, tôi cạn không công luôn á. Ủa vậy là nãy ông nói ông cắn của mình 50 bài thôi. Cắn đâu, trả 50 hả? Đó, trả lại 100 à. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình là Khôi. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share, subscribe kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.